sách này nhé. Đến với chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một nhân vật. Và nhân vật này không chỉ là một người lãnh đạo đứng đầu của Rao Quanh. Anh ta còn là một kỹ sư về hạt nhân đến từ Đại học MIT, một tuyển thủ poker chuyên nghiệp và cũng là một doanh nhân thực thụ đấy. Vâng, xin đồng diện chào đón là sân khấu người lãnh đạo đứng đầu của Rao Quanh, Anthony Shatila. Wow. Wow. Các nhà, lý, các nhà quản lý. Các nhà quản lý, các nhà quản lý, các nhà quản lý. Những gì mà những nhân vật này làm, thực sự rất tuyệt vời. Các nhà quản lý thực sự là xương sống của toàn bộ doanh nghiệp đây. Tôi có thể nói với các bạn rằng, đó là một vị trí quan trọng nhất, và tôi yêu những nhà quản lý. Tôi nhìn thấy các bạn, tôi thấy những gì các bạn làm. Các bạn rất phi thường. Tôi sẽ nói cho các bạn biết tại sao. Đầu tiên, khi bạn trở thành một nhà quản lý, bạn phải xây dựng một đội ngũ bạn sẽ không thể trở thành một nhà quản lý nếu bạn không tạo dựng đội ngũ khi bạn có một nhóm bạn cần phải là một lãnh đạo lãnh đạo đội ngũ đó bạn bắt đầu kiếm thật nhiều tiền điều này rất quan trọng nếu như mọi người đã hiểu cách để trở thành những nhà quản lý và cách để nhân bản điều đó họ sẽ rất thành công bởi vì sẽ không có gì khó hơn điều đó bạn tạo nên nhà quản lý bạn giúp đỡ người khác làm những điều tương tự bạn chỉ vừa mới làm điều đó nếu bạn hiểu nguyên tắc bạn có thể đi tới đỉnh cao nhất bằng tất cả mọi con đường bạn chia nhỏ các mục tiêu lớn thành những bước nhỏ lẻ Điều đó thực sự rất tuyệt vời. Tôi có thể kể với các bạn rằng, trong nhiều doanh nghiệp khác, bạn cần phải tự mình bước tới đỉnh, thậm chí phải giảm đạp lên một vài người, nhưng bạn không thể đạt tới vị trí cao nhất trong công ty này nếu như bạn không giúp đỡ hàng ngàn hàng ngàn người thành công. Đó chính là thứ mà tôi thích ở việc kinh doanh này. Mọi người nói với tôi rằng, "Ồ, oh, Anthony, ông là một kỹ sư hạt nhân của MIT. Ông đã mất 10 năm của cuộc đời để học. Bạn là người thành công đặc biệt, họ không có manh mối nào." Tôi nhìn thấy toán học đây là một trò chơi số lượng, bạn có thể thành công bằng cách giúp đỡ cho người khác thành công. Đây là điều mà tôi thích. Hãy đoán xem. Rất là đơn giản. Tôi đang nhìn vào nó và wow, điều này thật đơn giản. Đây là hành động thiên tài. Tôi nghĩ Jonas, người sáng lập, anh ấy là một sinh viên MIT, thật đơn giản để làm kinh doanh. Nhưng hãy đoán xem điều gì? Nó không hề dễ dàng. Nó không hề dễ dàng. Bạn cần làm việc chăm chỉ, thực sự chăm chỉ. Những nhà quản lý được dinh danh ở đây làm việc rất chăm chỉ. Tôi có thể nói vậy. Vì vậy, hầu hết trong số những người này, họ làm việc bán thời gian. Bán thời gian là kế hoạch B. Tôi biết là Johan và Jonas, họ nói nhiều về thời gian này, về thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay. Rất nhiều người đang thực sự cần một việc kinh doanh bán thời gian để kiếm thêm tiền. Đây là một cơ hội, tôi tin là vậy. Tôi không thấy việc kinh doanh nào tốt hơn. Khi tôi nói về công việc bán thời gian, tôi đang nói về việc đầu tư 10 tới 12 tiếng mỗi tuần, tập trung vào công việc, không phải lau dọn và làm việc. Ý tôi là gọi cho mọi người trình bày các cơ hội tham gia buổi họp Zoom, làm việc chăm chỉ và bạn có thể trở thành những người này. Vì vậy, bạn có thể làm điều này và giúp những người khác làm điều tương tự. Bạn có thể trở thành chủ tịch. Bởi vì, hãy suy nghĩ về điều này đây là việc kinh doanh bán thời gian bạn làm việc toàn thời gian cho công việc hàng ngày của bạn và đây là kế hoạch b tuy nhiên rất nhiều người quản lý ngày nay họ kiếm được nhiều tiền ở kế hoạch b hơn là kế hoạch a đó là điều kỳ diệu của công việc bán thời gian đó là câu chuyện để kể cho người khác nghe tôi muốn kết thúc bài nói chuyện của tôi bằng một số lời khuyên cho các nhà quản lý và có lẽ là một vài người khác trong công ty. Lời khuyên đầu tiên là để tiến đến cấp độ tiếp theo. Bạn cần phải tìm một người yểm trợ. Bạn tìm một ai đó thực sự đối khác mà muốn điều này như bạn. Một người sẵn sàng làm việc, sẵn sàng đánh mất ở đây và sau đó cùng nhau làm việc. Đó có thể là anh trai, chị gái, người cộng sự, cấp trên, cấp dưới. Bạn hãy tìm một ai đó mà bạn muốn làm việc cùng. Các bạn có thể thúc đẩy lẫn nhau, động viên lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi có một người yểm trợ anh ấy tên là manus anh ấy là chủ tịch cao cấp hay sao tôi có thể nói với bạn anh ấy có những mục tiêu rất điên rồ giống tôi và chúng tôi thúc đẩy lẫn nhau và chúng tôi cam kết từng ngày chúng tôi lập ra những mục tiêu và ngày tháng sau đó thực hiện đó là điều mà các bạn cần phải làm tốt thứ hai tôi muốn bạn bắt đầu suy nghĩ về vị trí bạn sẽ đứng trong một năm kể từ bây giờ Sáu tháng từ bây giờ và hai năm kể từ bây giờ, 5 năm kể từ bây giờ. Bà đã nghe nhà sáng lập và CEO của chúng tôi nói về việc chúng tôi đang có mặt tại 125 quốc gia. Thực sự rất khổng lồ. Chúng tôi đang phát triển. Nó giống như là một vùng đất đang phát triển bởi vì nó rất đơn giản. Mọi người đều có thể làm được. Nếu bạn có thể tưởng tượng chính bản thân mình thành công, thì đây là bước đầu tiên bởi vì thành công trước tiên là một quyết định bên trong trước khi nó được biểu hiện ra bên ngoài của bạn điều đó có nghĩa là bạn cần tin vào mình trước tiên tất cả đều bắt đầu từ trong đầu bạn với những nhà quản lý các bạn làm điều mà họ từng làm và sau đó giúp đỡ người khác với cách tương tự và tiếp đó bạn nhân bản lên chúng tôi làm việc với những đòn bẩy trong kinh doanh và chúng tôi làm việc cùng nhau luôn luôn có một ai đó muốn giúp bạn thành công vì vậy xin vui lòng làm những gì họ làm và sau đó tôi có thể nói với bạn bước tiếp theo là vị trí chủ tịch tôi yêu các bạn